Dạ thưa thầy, thì trong thời gian lưu lại võ quán, ngoài việc học về binh khí thì có học thêm quyền nữa. Thì vừa rồi Duy Nhất cũng với một môn sinh đã đấu binh khí, tức là trường côn. Thì giờ em cũng muốn đề nghị là để nó có bài bản hơn trong cái việc mà giao đấu, thì em có thể xin nhờ thầy cho Duy Nhất đấu đối kháng với một môn sinh khác được không ạ? Vâng, thì điều đó cũng là tốt thôi. Đây là thể hiện cái quá trình tập luyện của mình. Thì qua đó là thao vợt để cho cái tay chân thuần thục. Thứ nhất là thể hiện cái tinh thần thượng võ. Thứ hai là để từ đó Nhất có thể giao lưu trao đổi thêm với các bạn trong môn phái. Thưa thầy, khi mà một môn sinh được giao đấu như vậy thì học được bao lâu để học? Thông thường thì như này là bắt đầu là bước vào đây sân rồi tôi cho đấu. Mà trên nguyên tắc là học căn bản đây đen là học một năm. Cho đầy đủ rồi bắt đầu qua đây sân là tôi cho đấu. Đó. Thì em này nó cũng tập lâu, nó đai vàng rồi. Qua cái giao hữu lúc nãy giữa Nhất với Đỗ Tiên Thành thì em đây cũng là vừa tranh giải học sinh xong, cũng muốn học hỏi ở Nhất những kinh nghiệm trong đấu đối kháng, cũng mong là Nhất hướng dẫn các bạn trong qua cái thực đấu kháng. Các bạn ở bên ngoài xem đó, cái chân trái của các bạn đứng phía trước nhưng người ta vẫn đá rất là tốt. Đứng chân trước mà sử dụng chân trái đó. Hai bên. Chào. Rồi,
Có. Tôi muốn nói chuyện với tất cả các anh em. Anh Tùng rất là tốt, đưa nhắc đến tập luyện với lòng say mê. Môn võ của người Việt Nam chúng ta đã sáng tạo để góp phần trong công cuộc dựng nước, giữ nước và mở mang đất nước. Mà đặc biệt ở môn võ Tân Khánh Mạch Trà, những cái thế đã hổ. Thì qua đó, tuy thời gian học không lâu, nhưng tôi thấy rõ ràng là anh Duy Nhất đã nắm bắt được những tinh túy của những cái thế côn đã hổ nổi tiếng của xứ sở Tân Khánh Mạch Trà. Do đó là ở đây, tôi cũng đề nghị rằng ở lớp chúng ta cổ vũ anh Duy Nhất một tràng pháo tay. Thời gian cũng không nhiều, nhưng mà sự nhiệt tình của thầy rồi cùng tất cả các môn sinh của võ quán đã tạo điều kiện cho Nhất và cho em tham khảo và hiểu được tinh túy nền võ thuật của chúng ta. Trong quá trình con được thầy nhận vô lớp, con thấy được cái niềm đam mê ở trong con người của thầy. Từ cái cách luyện tập võ đến cái cuộc sống ngoài đời hàng ngày, mình con người mình phải điềm tĩnh và quan trọng nhất là cái đạo đức phải đặt lên hàng đầu. Con cũng chân thành cảm ơn thầy và cảm ơn thầy rất. Rồi, cũng không có chi. Tôi có chuẩn bị hai chiếc khăn rằn. Trong môn võ Tân Khánh Mạch Trà có bài võ khăn. Nó là xuất phát từ cái việc tổ tiên người Tân Khánh sáng tạo ra cái bài võ khăn để giúp cho những người nông dân, nam cũng như nữ biết dùng cái khăn này tự bảo vệ bản thân mình. Và gửi tặng bạn Nhất cũng như anh Tùng để thấy rằng, nhớ rằng đây là cái hương, cái sắc, cái kỷ niệm của vùng đất Nam Bộ. Xin gửi anh. Dạ, gửi em. Hành trình con đường võ học tìm về võ lâm Tân Khánh Bà Trà của tôi và anh bạn trẻ Nguyễn Trần Duy Nhất kết thúc trong niềm vui, phấn khởi cùng tất cả các môn sinh của Tân Khánh Bà Trà. Có lẽ mọi người cũng vui vì được có thêm những người bạn mới, tìm hiểu về môn võ của mình đam mê. Còn chúng tôi phấn khởi vì rút được cho mình những điều có ích cho chính bản thân mình, không riêng về võ thuật. Bản thân Nhất khi mà tiếp xúc với môn phái Tân Khánh Bà Trà thì Nhất học được tính kiên nhẫn từ một người tập luyện võ cũng như là sự cẩn thận. Bên cạnh đó là học được những đường roi và những kỹ thuật của đặc trưng của Tân Khánh Bà Trà, đó là kỹ thuật rất là hay mà Nhất nghĩ là mọi người cần phải tập luyện để có thể gìn giữ được cái bản sắc văn hóa lâu đời như vậy của môn võ Tân Khánh Bà Trà. Tôi học được một cách vượt khó của Tân Khánh Bà Trà, tức là đi lên từ khó khăn, sống trong điều kiện khó khăn, điều kiện sinh hoạt, điều kiện về kinh tế, nhưng thầy vẫn cứ mong muốn dùng hết cái tâm, cái sức, cái lực mình để truyền thụ võ công, thậm chí là những cái võ đường được miễn phí, không lấy tiền. Cái điều đó là làm cho tôi thấy giống như là tâm của thầy nói là không phải là có tiền là được. Khi mà đi sâu vào võ thuật, mình thấy những cái hay của nó. Tôi rất là say mê võ khi mà tôi phát hiện rằng ông Ngoại Thượng Lăng Ông, ông nói một câu rất hay: tập cho máu huyết lưu thông. Tức là nói về tác dụng sức khỏe, nhưng mà tay chân lanh lợi, cái đó là để chúng ta sử dụng để mà ứng biến. Nhưng mà tinh thần là một cái tuyệt vời của võ. Cho nên cái đam mê như vậy tôi đến với võ. Và nói thật của anh là như này: khi tôi về đây năm 1981, nhà văn hóa Niên Niên này là tôi mở lớp đầu tiên, mặc dù học phí nó rất là rẻ, thế nhưng mà các bạn nói là tụi em rất muốn học nhưng mà không thể mà tính toán phân chia được đồng tiền. Cho nên từ đó, từ năm 95, tôi mới đề nghị nhà hóa niên mở cái lớp võ miễn phí cho sinh viên, học sinh suốt liên tục đến ngày nay. Và từ đó nó cũng là cái niềm vui cho mình để mình chia sẻ cái đam mê mình chia sẻ cái tinh hoa võ thuật của cha ông ta để lại cho anh em. Gia đình anh có mấy cháu ạ? Tôi có ba cháu. Dạ. Vậy có cháu nào theo ngành võ của mình không anh? Tôi thì ba cháu như thế này, đứa nào cũng học võ để tự vệ, để khỏe người. Nhưng kinh tế là cái quan trọng nhất, cho nên nó theo những cái nghề nghiệp mưu sinh, dạ, mưu sinh dạ. Lo cho cuộc sống. Anh có cảm thấy buồn không ạ? Con cái như vậy thì nó lo đam mê của nó, cho nên qua những học trò của tôi, từ xưa nay ai cũng nói rằng là mình có 10, mình dạy học trò 6-7 thôi, mình giữ lại 3-4 để chi? Lỡ học trò nó có phản để mình có đường mình đỡ. Thế nhưng mà nói thật anh là ngày 8 tháng 3 năm 2009 tôi bị đột quỵ, tưởng là không qua khỏi. Nhưng mà có thể nói theo tâm linh, phước chủ may thầy, tôi được bình phục như này. Và sau khi bình phục, trí nhớ tôi vẫn còn nhớ.
Cho nên rằng tất cả những cái gì mà tôi đã học, bây giờ tôi nghĩ rằng nếu mà tôi bị đột quỵ mà tôi quên thì nó uổng quá, tôi không truyền ai cả. Cho nên từ đó đến nay tôi đã đem tất cả những cái tôi đã học truyền lại những em đã tập luyện tôi lâu năm mà có tâm huyết với nghề võ. Mà đặc biệt ví dụ như mà trường hợp bạn Trần Văn Minh, bạn Nguyễn Hữu Tuyền mà tôi giao về ngay từ xứ võ để mở lớp võ trên đó. Mà anh biết không, như thế này, nhà các em ở tận thành phố Hồ Chí Minh này, quận 7, mà cứ hơn tuần là 3 ngày là lên đó suốt trong mấy năm nay. Đó là một cái điều mà thể hiện cho tôi thấy rằng có lẽ tôi đã chọn đúng người. Võ Lâm Tân Khánh Bà Trà là võ Việt đã góp phần vào công cuộc khẩn khoan đất Nam bộ xưa và cả quá trình dựng nước giữ nước. Võ Lâm Tân Khánh Bà Trà là tinh hoa quý giá của võ Việt Nam, với những giai thoại sống động về Bà Trà, về cợt bào lòng võ tòng Tân Khánh. Cái duyên đã kết nối hành trình con đường võ học với môn phái cũng chính là cái tinh hoa của võ sư Hồ Tường và các môn sinh của Võ Lâm Tân Khánh Bà Trà đã gắn kết với chúng tôi với duyên võ học sâu sắc hơn.